Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn của mình phá từ game đầu tiên nào. GTA 3, let's go. Ok. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger closed. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lấy một chiếc xe ngon hơn. Ở những cái game GTA này các bạn sẽ đi làm những nhiệm vụ ở trong game đề ra. Hoặc có thể các bạn sẽ đi đánh nhau và đối phó với cảnh sát, rất là nhiều trò. Ok, mình sẽ đón cô gái này. Let's go. Được 1.500 tiền, các bạn có thể đi mua cho mình những bộ đồ quần áo rất là đẹp. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, GTA SA, let's go. Ok. Francis. Đi ô tô chuẩn nhanh. Wow, bị thủng lốp rồi. Just
Ma. Cabrón. Street, home. At least it was before I fucked everything up. We smoke. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Drive by, incoming. Wow. Oh, boom. Fuck my car. We gotta get back to the hood, man. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Takes you back somewhere, CJ. Things has changed while here. Watch your back around here, man. How'd I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Okay. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, Doge? Come on, man. Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. You ordered up my date. Yeah, it's pretty terrible. With respect, sir. Bye. You're gonna regret that. How you get so fat, huh? Thành công rồi. Và các bạn sẽ làm những nhiệm vụ tiếp theo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ ba. Let's go. Ok. Hey, hey, so there he is. I got you a nice little place to stay. Thank you.
This is it, Tony. Home sweet. Ok. Có một bộ trang phục rất là đẹp rồi. Quay lại thôi. Đây là cái auto. Các bạn có thể chọn cho mình những chiếc xe thật đẹp, sau đó thì sẽ cấp vào trong cái auto này. Bây giờ sẽ chở anh chàng sếp này đi ra một chỗ khác. Now take me to my place. Ok, let's go. Đó, các bạn sẽ vào những bước tiếp theo. Vào chỗ vạch V này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái đối tượng GTA Vice City. Let's go. Ok. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. My face. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Anh chàng này vào trong nhà kia rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào đường tiếp theo. Sau đó sẽ quay lại ngôi nhà. Okay, let's go. Để lên nhận nhiệm vụ này. Go away. Get some sleep, he says. So, tiếp tục rồi. Mất xe rồi. Lại đi xe máy này thôi.
Ok, đã đẹp trai. Nice các bạn bike. Có thể lấy chiếc Light Spy này. Nhưng mà chiếc Light Spy này lái rất là khó. Lái rất là khó luôn. Rồi các bạn sẽ đi đến điểm đỏ kia. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Far Light Fresh. Ở trong clip này thì mình sẽ lọc ra được những tựa game Far Light Fresh rất hay. 1, 2, 3, 4. Ok, và tựa game này các bạn sẽ phải coi làm sao tránh con gấu vào trong ngôi nhà các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải dùng cát. Ở đây thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiếc cát. Các bạn phải coi nhà làm sao để tránh con gấu nó vào trong ngôi nhà. Và coi thời gian càng lâu càng tốt. Mở cửa ra đã. Nếu không thì sẽ tốn đi. Cam này thì đã bị hỏng rồi. Và thời gian ở đây, các bạn coi càng lâu thì càng tốt. Okay, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. And okay. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I worry about them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, I never got a bad... Gấu vẫn chưa vào bên trong. Tiếp tục. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Far Light Fresh 2. Và cách chơi tựa game này cũng là như thế. Và nó khác ở Far Light Fresh, đó là nó nâng cấp hơn một chút. Đó là khi có gấu vào bên trong, các bạn có thể chui vào trong cái mặt lạ gấu này. Ở đây có một chiếc đàn bình, class. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, đó, the working theory is that flat, thì càng the lâu. Robots were never given a proper night mode. Chỉ nháy thôi. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Far Light Fresh 3. Bài đầu tiên. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. Đây là cam ngoài Hiên. Cam ngoài ngôi nhà các bạn. Và đây là cam trong ngôi nhà các bạn. Và những chiếc cam này có đặc điểm của nó là ví dụ như các bạn sẽ nhìn nhận. Và trong cam này chẳng hạn có một con gấu thì các bạn có thể đánh cái leo thôi. Tạo thế động để nó chạy đi.
When the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, then pass you and out the exit. You've officially become part of the attraction. You'll be starring as a security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what to do. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. But, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Some guy who helped design one of the buildings, that got boarded up. Cái này giật mình luôn, đúng không ạ? Ok, tiếp tục. Đó, các bạn nhìn như thế. Đó, đến 3 giờ sáng rồi. Tự nhiên là thì nó nhanh hơn các tự nhiên kia. Một chút. Đó, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang người tiếp theo. Và là F4. Rồi, vào tự nhiên này thì chỉ có 3 cánh cửa trong căn phòng này thôi. Và khi con gấu xuất hiện thì nó sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà các bạn. Và nó sẽ vào trong chiếc giường này, ngồi cạnh con gấu bông. Đó, thì khi chơi tự nhiên này thì đầu tiên, việc đầu tiên mình sẽ vào từng cái cửa một. Sau đó thì sẽ đóng cửa và bật đèn flash. Tiếp tục cánh cửa số 2, đóng cửa bật đèn flash. Cánh cửa số 3, đóng cửa rồi bật đèn flash đây. Tương tự như thế, các bạn cứ xoay vòng 3 cánh cửa này, cứ đóng cửa rồi bật đèn flash lên. Cứ như thế, các bạn coi càng lâu thời gian càng tốt. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra xem con gấu đó vào bên trong chưa. Vẫn chưa có nào. Còn nếu các bạn muốn con gấu vào trong, các bạn không cần đóng cửa hay là bật đèn flash gì cả. Các bạn chỉ cần để nguyên như thế này trong vòng khoảng 1 giờ thôi. Thì lúc sau các bạn sẽ kiểm tra ở trên giường này. Và có ít nhất tầm khoảng 2 đến 3 con gấu nó sẽ vào bên trong. Và khi đủ những chú gấu thì lúc đó các bạn sẽ bị nó cắn chết. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.